Rồi, bác về thể loại hero dev nha. Nó na ná giống dạng X-Hero thôi. Cách chơi chi tiết thế nào thì chúng ta cùng theo dõi nha. Đơn phê, random. Bảo gì chơi đấy. Warden à? Ok luôn. Bốn mươi tiền à? Đúng vậy. Ép đồ thì ở book 1, book 2, book 3 nhá. Đồ trong đây ép nó có hướng dẫn rồi. Club ở bánh tách. Hai năm. Ring of Protect. Ring of Protect. Let the hunt begin. Ui, vừa khít luôn này. Vừa khít luôn. Let the hunt begin. Đẹp nào. Chia ra. I can taste their fear. Have you reached a verdict? Cái này có đệ nha. Có sách nha. Dưới đây là những cái đồ khác rồi. Vừa khít. Khổ quá đại ca. Bây giờ cứ phải ấn một tay mới chơi được vua. Đi đứng nó cẩn thận chứ. Ôi, skin hay đấy. Thế mà không dùng sớm hơn một chút. Về mua máu á. Mua máu mana đó. Không không để ý. Summon. Ok. Mua đồ đi. Mua hồi máu đi. Dùng sớm cho cái S được á. Không dùng thì cứ để crit nó đánh chết à. Bác phải lâu anh cũng chưa chơi. Anh cũng chưa chơi map này. Map tiếp theo là map gì á? Map tiếp theo chắc là chơi Legend TD. Xong chơi Random Farm và Pokemon. They shall not escape. I am the one. Just as she was swift. They shall not escape. Let the hunt begin. Ok. Anh em không đép được, cứ để mình. Chết hết à? Quá thế. Tôi xem 1080 với 720 lag á. Thế là do mạng của ông thôi. Có lẽ hay lắm ông, cách đây cũng khá lâu rồi tư thủ map này ghép đồ các kiểu. Cái này ép đồ kiếp các kiểu tôi nhìn qua rồi. Tôi nhìn qua cách ép đồ rồi. Sai câu. Group of Head là cái này là 18 tiền. 18 tiền. Let the hunt begin. Đêm nay I am the Iron Hand of Justice. Đêm nay anh chưa biết được là có không, anh không biết là đêm nay có chơi auto chat không. 144 mượt lắm. Lát như thế à? Just...
Ok. 84 tiền. Let me investigate. Spratle bores me. Have you reached a verdict? Chào Phú Loan nha. Hôm nay pháo giả 9x hero à? Không. 9x hero, 9x hero và map tổ hợp hay Legend Dragon, nếu mà có chơi chắc là để cuối tuần thôi. Trong tuần để chơi những map khác. Understood. Ôi, hồi máu ở đâu ấy? Súng à? Chết mẹ rồi, quay súng rồi. Quay súng rồi, để nó tụ tụ vào đi. I am the iron hand of justice. Let justice be served. Justice shall be swift. Ôi súng để tụ tụ với skin cái chết hết. Ba trận nó mượn. Justice shall be swift. Let the hunt begin. Justice shall be swift. Ok, ok. Dưới đây có chơi farm, có nhá, tí có chơi random farm nhá. Tí chơi random farm ở Pokemon. Lên cái gì có hồi máu nhỉ, Lifesteal. Not Dead bao tiền ta? Not Dead 18 tiền này. Mua Not Dead này. Studio AC, Slipper AC. I can taste their fear. What? The team kìa. 60 tiền cơ. The team mới để là tụ tụ vào đấy. 230. Đúng gan vào, skin vào. Sao mình skin của đấy không trúng nhỉ? Lừa nhỉ? Let me investigate. Justice shall be swift. I can taste their map mới anh, lại map mới, hôm nay lịch stream map là thế. Hôm nay thì mình chơi map này này, map sau sẽ chơi random farm Thunderdeath này, sẽ chơi Pokemon này. Đấy. À chơi cả Legend TD nữa. Chơi cả Legend TD nữa nha, ba map nữa. 130 thì tôi hot map EU không ta? Tạo một sub nhà. Rồi cảm ơn kệ mẹ D nhá. What the fuck? Lên đồ giống mình, what the fuck? Mấy con này nó đập cẩu không trúng này. Skin đi. Đứng gần cho skin này, skin đi. Cái đánh quật này phải vừa đánh vừa di chuyển. Không thì chết. Ở đâu ra đây? Ở về lan đép đi. Hai người vừa lan còn lên đây KS nữa. Let the hunt begin. Qua xe 60 này. Slipper of Agi, Slipper of Agi là cái nào ta? À đây, 5 tiền. Understood. I can taste their fear. Cháu có hỏi à? Có tư vấn tình cảm anh, em cứ chia sẻ câu chuyện của em đi. Anh sẽ tư vấn nhiệt tình, yên tâm. Understood. Em đừng ngại chia sẻ là được. Understood. I can taste their fear. Ok, có hồi máu rồi. Trở thành phạm nha. Uầy, Athas à? Get up. Ui, đau thế. Understood.
Iron Hand of Justice. Our allied town is under siege. Let the hunt begin. Have you reached a verdict? I can test you. Khỏe thế. Người anh thiện lành khỏe đấy. Ủa con chi của ai đấy? Chi của Phu Điền à? Chào khu Black nha. Mình sẽ lên thêm một cái gì nữa nhỉ? Thêm một cái gì nữa nhỉ? Etherstone 5 lần. Một đam Crystrite Void Tech Mana Tech Speed Virtual Active Lyri again. Chinorut Blade. Chinorut Blade. Là cái này này. Searching Blade. Searching Blade là Mithy Hammer và Study Warse. Study Hammer đâu ta? Study Hammer. 75 tiền. Understood. Where it is? Understood. Let the hunt begin. Ui, khỏe thế. Con này phải búp không? Mười giây. Ui, con chi tanh này. Con chi siêu tanh luôn này. Cắn nữa. Chào Xuân, Xuân Lân nha. Bắt đầu chơi sao? Map này thể loại Hero Dev đấy em. Hero Dev thì chơi như bình thường thôi. Chậm 45 cơ. 700. Have you reached a verdict? I can taste their fear. Đã lại chơi cược. Chào Đại Thiên nha. 5 ngày nữa mới được chơi với anh. Ok em, không ép đồ lên cao hơn mấy cái kia được à? Được chứ. Nên là cũng chào anh cược rồi, chào đặt em nha. Em có cược rớt một người thì bản thân em biết là em thích bạn đấy, nhưng hôm qua nó lại tỏ tình với đứa em cờ rớt. Bây giờ em phải làm sao đây anh? Em nói cái câu chuyện này ấy, anh nói chung là anh cũng gặp nhiều rồi. Và anh cũng chia sẻ thật với em luôn là em, nếu mà nó là bạn thân của em ấy. Cảm ơn lớp Movie Title nha. Thì em có thể nói chuyện như hai thằng đàn ông thôi. Và là bây giờ cho nó biết là, em cho nó biết, nói thẳng với nó là tao bây giờ tao thích con này. Bây giờ tao với mày, tức là nó đã yêu em chưa? Cái đứa mà em crush ấy, nó đã thích em và nó yêu em chưa? Cảm ơn Nam Nhật Nguyễn nha. Nếu mà nó chưa ấy thì hai đứa cạnh tranh công bằng thôi, có gì đâu. Còn nếu mà nó đã thích em rồi ấy, thì thằng bạn đấm chết mẹ đi, đấm vỡ mồm đi. Hai đứa mà đang yêu nhau rồi mà nó chen vào thì đấm mẹ vỡ mồm nó đi. Let the hunt begin. Justice is sweet. I can taste it. Understood. I can taste it. Justice shall be sweet. Khỏe thế. Map này là map DL Hero Dev nha. Hết rồi, hết đầu trắng rồi. Cây để tanh thôi, cây để tanh thôi. Xem có cái đồ gì châu châu để tanh cái. Meledam, Block Brindam, Evasion, Passive, Magic Damage, Grass Shadow, Grass Shadow, Grass Shadow, Crown King và Orb Magnet. Crown King là 44 tiền này. Lên cái đánh mid đã. Khỏe lắm.
Khỏe đấy. Sói khỏe đấy. Ui, nó cờ giết cái. Được 100 tiền, trời đủ. Op Darknet. Op Darknet bên này. À, phải. Op Darknet đâu ta? Op Darknet. Là mẹ con nhà gì nhỉ? À, à đây, đây, đây. Bên này. Energy và mana. Energy và mana đây. Ok, ok. Anh cười em vô Discord rồi mà không mở mic được anh ơi á. Anh em em tên là gì? Em tên là gì? Trong Discord em tên là gì? Chờ đoàn nha. Tí nữa chơi lên giật. Five gold. Gold zig. Gold head. Understood. Justice. I am the Iron Hand of Justice. Understood. Có đánh lan này. Cái con này của mình có đánh lan này. 7321 à. I am the Iron Hand of Justice. Chào Riola nha. Tôi đang lọ thì người yêu nhìn thấy làm gì, quất luôn chứ làm gì, trời đụ. Ủa. Mình lên hai cái này từ bao giờ ta? Có người vứt cho à? Infernal Stone Book School Cell Book 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 Medi Book Medi đây. Book of Death Skirt of Sacrifice. Book of Death. Book of Death. Ông đi làm nhà ngoại cảm đi á, sợ nhà ngoại cảm. nhìn tôi có năng khiếu à hay như nào? À. School of Shell. Steel Blading Ring Ultimate. Ring Ultimate. Ring of Agi. Ring of chắc là dưới này. Rồi. Ring of Agi này. Spell Energy Steel Blade. Spell Energy Steel Blade. Steel Blade đây kìa. Let the hunt begin. Let me invest. Have you reached the verdict? Okay. Understood.
justice shall be swift. Still bleeding. Bend thy will. Let the hunt begin. Understood. Ashfall. Ủa cái này là cái gì ta? À đây là búp giáp à? Búp giáp cần đéo gì nhỉ? Quyển này mình lên thừa rồi. Thôi vứt vứt. Màu cam. Chào ông Tân nha. Nhìn ông xấu trai nhưng mà chất VC á. What the fuck? Anh em lại đổi chủ đề à? À cái này là suốt. Fraud one. Ui cứu. Đéo ai hồi máu à? Ôi báo chết mẹ luôn rồi. Chào World Rap nha. Áp ca. Chơi lại áp ca đấy. 400 tiền này. Iron Sword. Muộn hai bên mình luôn dùng cho nó phê. Agony Sword. Gobble Head, Media Humper. Media Humper, Gobble Head. Ui. Midi Humper. Rồi. À. Anh em hỏi hiện máu á, hiện máu không cần dùng phần mềm đâu em ấn cho anh F10 nhá. Option này. Game play là em tích cho anh cái em tích cho anh cái on way show hết 3 này nhá. Không vẫn ok là được. Không cần dùng phần mềm gì cả. Chào thỏ nhá. Sai không búp skin 2 vào người á. Skin 2 là kháng phép thôi. Skin 2 là kháng phép thôi anh em ạ. Sap of Mighty. Sap of Mighty. Iron Frostwood. Searching Blade. Out of Darkness. Let justice be served. I can taste their food. Let the hunt begin. I am the Iron Hand of Justice. How can I help? Let me investigate. Quẹt hey. Gõ thấy bà luôn. Chào livestream nha. Anh cho em hỏi cách đẹp trai á. Cách đẹp trai đi phẫu thuật thẩm mỹ em. Easy. Bỏ trăm củ ra. Ai đẹp trai cũng được luôn. Chỉ cần có tiền mà thôi. Chào Trời Châu nha. Ôi chết rồi.
Này phải mua nhiều máu mà bú ấy. Không có máu chết. Searching Blade Iron Sword. Searching Blade Iron Sword. Searching Blade Iron. Iron Force Sword. Give me something to do. Searching Blade. Searching Blade là cái đéo. À, mini hamper của Studio C. Ok. 72 phần. Xem. Saman Club. Saman Club. Lên được cái tay này đúng không? Vô cái hẹn. Chào Hương Hương Hư nha. Ring Protect. Ben Ring Protect. Có nha, thì có chơi farm nha. Lạt cơm mà không cần biết. Rồi cảm ơn anh Tâm nha. Rồi. Thiếu cái gì nhỉ? Searching Blade. Searching Blade. Mình thiếu cái Searching Blade. Mình đi hạp bờ. À, lên đam ơi, con mình có mít mà. Con mình có mít mà chả cần đấy đâu. Ui, 1500 cơ, đắt thế. Cái device 1500 cơ anh em ạ. Device đắt lắm. I am the Iron Hand of Justice. Have you reached a verdict? Let me investigate. I am the Iron Hand okay. of Justice. Have you reached a verdict? Understood. Directly. Ủa sao thoát hết ta? Mấy người thoát hết à? Ờ, chào Eren nha. Có cái lan mà, có cái lan mà, nhưng mà lan của mình, đam của mình hơi bé, lan không tác dụng nhiều lắm. Tí mình lên cái device đam to là quẩy được. Tôi phải 1500 cơ, 1500 mới có tiền. 1500 mới có tiền. Dễ không có tiền để ghép cái device. Map này chơi sao vậy anh á? Nó thể loại hero death thôi em, chơi như bình thường thôi. Death grip lên đồ, cảm ơn Huy Quang nha. Death grip lên đồ lên cấp. Cái tay này mình không cần này. Tay này mình có rồi. Lúc em mình lên thường cái tay. Nguồn chim ở đâu? Góc ấy. Góc góc. Ý em là cách lên đồ, cách lên đồ nó có hướng dẫn mà. Ba nhà cái này là ba nhà, ba nhà để ép này, những cái nhà này, những cái nhà vật liệu này. Những cái nhà vật liệu, đây nhà vật liệu này. Đây này là ba cái nhà mà em có thể mua đồ để ghép lên. Ui cheat này. Cái con cheat tanh này. Ok ok. Con này bút xa thế. Yes.
trong bàn chân nhé. Chào Liên Ly nha. Ui, mẹ ra, chào cái chết tươi ạ. Vãi, anh ơi cho em làm người kiểm duyệt đi á. Làm người kiểm duyệt để làm gì? Ngoáy, ngoáy đi, ngoáy lại, chết mẹ luôn. Nếu hiểu kiểu gì. Chết luôn. Mấy thanh niên này thoát à? Thoát thì bán đi này. Một tay bất lực. Xong chưa chưa? Má bài chơi không biết lên đồ mạnh thua không? À, lên đồ nó có được, nó có hướng dẫn mà anh em đọc tên cái đọc lên được mà. Xong Diva lên hút máu, hút máu lên rồi. Hút máu tôi lên cái cái nào nhỉ? Lên cái này này, lên cái này có hút máu rồi mà. Ồ không phải. Đây này, Lifesteer này. Ơ lên cái này thì đéo có hút máu nữa à? À đây vẫn là 20% Lifesteer đây. Đây này, Recover Hit Point equal to đến 20% nếu mà dựa vào cái lượng đam của bạn đánh vào con quái. Đấy. Đấy, gọi con này ra làm tay. Ui, khỏe thế. Ui, khỏe thế. Khỏe thế, trời. Bên này 45 giáp tanh được này. À, chào quý phân gia nha. Bên đó. Đúng vậy. Ui, lại chết rồi. Lừa thế. Có ai có 400 tiền, xin 400 tiền nào. Lừa quá. Đéo ổn rồi. Tanker đâu? Tanker đâu? Trời ơi, tanker đâu? Quái nó chạy kìa. Quái chạy kìa. Ở trên cơ mà.